Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Bữa nay mình tiếp tục cùng với Dương Út, với chú Sang và Nút đi đào gắn với đào chuột. Bữa nay sao đây? Cái này thấy cũng bóng quá thằng đó nha. Nút mình phát hiện mà thấy hơi cũ quá Nút. Cũ không? Nó, cái bị con sùng nó đội lên đó. Không biết gì ta thấy lú đuôi vậy đó. Lú đuôi hả chị con? Bự không? À. Dạ đâu? Chỗ này. Kê. Biết. Đừng. Nó. Bích là nhỏ. Nó nhỏ xíu luôn. Ồ, gắn xíu vậy. Nó nhỏ rồi. Lụm luôn. Hồi nay chết ngựa mình không có đem cái. Có, nãy con có đem mà bỏ rồi. Ngoài xe rồi. Quên rồi cả nhà ơi. Có đem cái túi lưới mà bỏ ngoài xe. Hàng nhốt con ấm rồi. Chắc chỗ rồi con nè. Rồi, con mở hàng nữa nha. Con đầu tiên. Ok. Cục giá. Cục nái. Chụp mà bò con. Mình nghiên cứu. Chạy hả bự? Chắc chuột rồi. Chạy hả chuột? Mấy cái len. Bắt con chuột mã mạch. Đủ nước. Bồn vô không à? Đây. Sáng nhẹ. Bữa nay nắng, trời nắng quá. Nên mình đi săn hơi mệt. Lú đít rồi nè. Lú đít. Vừa có tội nữa. Lú đít. Mày hả mày? Chạy tao là chạy thấy muốn chết luôn. Mày hả? Anh tội nó chạy nè. Chạy hả con? Rồi dính. Rồi. Chạy hả? Con này chắc cắn không đau đâu chú Sang. Rồi làm thử cái coi. Nó ngậm cái nó ngã nhả hả? Ít. Ớt anh Sang ơi. Chứ không phải chuột anh Sang ơi. Hai hang bích là luôn hả chú? Không có hang này hang dưới, còn hang trên nữa. Chút xíu Nút anh về. Bữa nay nhà cúng gia dựt lề á. Anh về chút xíu anh cúng xong rồi anh ra sao. Bữa nay trên nhà ngoại mình cũng có cúng. Nó có còn hang đó đó nhớ hang dưới cua hay gì anh Nút? Cua bự nhỏ nhỏ cua bự hả bác? Nhỏ thả nó lại đi. Chắc hết quá Dương Út rồi. Đào con chuột ra con ếch thôi, mình đào con ếch nó ra con gắn. Coi con trâu. Rồi vô hang nữa rồi. Chỗ này lú đầu rồi. Lên đi. Ừ, rồi. Nhìn đúng. Vậy rồi. Là hết hồn chưa? Là hết hồn. Lâu lâu được chuột mừng. Cái này mới được ba con chuột, con ếch với con rắn à. Thấy không? Nó là hết đi. Mình phát hiện được một cái hang bích đụng. Hang này chắc chuột cái quá. Ngày đây ngày vô hàng của chú Sang cũng bích đồng nghi gan chứ. Có thể là một con nhưng mà nó ở cái hàng nó ở xong nhau. Nó con này nó lội vô tới con kia. Mày chạy ngay chân hàng ấy luôn á. Chơi miệng lớn luôn ha. Thay hàng luôn chốt kìa. Trắng. Chắc con một đó chú Sang ơi, clip ra luôn. Thử cái nè. Mình mới gặp nó lú đuôi. Rồi, tiêu rồi. Cái giấy. Cứ lên đây cái mắt.
Có khi nào qua bờ đê nó chạy tới luôn không? Mặt một con nữa. Bốn em. Ta nói châu nằm dùng á Dương không? Quánh cái dùng vậy nè. Hai con châu nghe. Ôi. Đang đi trên bờ đê mà gặp anh. Bay. Bay liền gặp. Không dữ không anh? Cũng ổn. Nhưng nước mà cũng ngập mà con này mập. Mập. Thoát lên trời. Mà anh cắn đây. Đi đi ra bờ kinh luôn. Anh thoát luôn trời. Sớm giờ mình đào lúc ở dưới bên kia đó, lúc bên cái hàng chuối bên đó, rồi lúc dưới cái cây gáo dưới kia, khát nước quá mình đảo về xe mình lấy nước mình uống. Bây giờ đi cặp cái bờ mương này kiếm vài con ếch bự bự rồi. Chuột bữa nay nhìn thấy thắt thu rồi. Hiu quá. Với lại giờ có mình nên chú Sang với Dương Út, mà Dương Út đào chú Sang thì gượt chụp thì thấy nó chạy hoài. Phải có thêm nút nữa thì đỡ, mà nút kẹt con chuyện về trước rồi chút xíu nó mới ra sao. Bây giờ mình đi đào kiếm dạy ếch đi. Đây cả nhà, mới phát hiện cái hang này mình xeo cục đất ra thấy ếch nó ngồi chỗ chuẩn phóng nha chú. Phóng ngủ lắm á. Rồi. Bụng chú. Nút đang đào quá nó mới coi. Có ếch cả nhà ơi. Ôi ếch đực. Bự không? Được, ếch đực. Không được. Một con. Nói ngoài nó khô quay quá. Nắng này chưa khô rồi sao chú nhìn thấy mới đào vô một len hai len mới thấy dấu rồi. Trong ngoài miệng khô hết trơn. Ếch đực mà bự vậy là đồng này là ếch cái, con nào cũng nói là khủng khủng. Đang hang để Dương Út đào. Bắt cái hang à. Bự hay Dương Út. Cái gồ mới nhúi ra được. Đúng không? Ha. Có lý con nhúi. Ừ, toàn nguồn cá gồ. Mưa này có cá gồ tát nước nó mò hồi cũng có. Dính không Dương Út? Đâu 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 con nha. Thôi rồi cái sáng luôn một con vô rồi, vô rồi. Thứ này không thứ gì chịu nói. Dạ khoan là Dương Út đi ạ. Toàn ngon ếch cái. Ô cái vỏ nó bị gì quá đã chú Sang. Chú Sang ơi cái gì nữa con này nó bự mấy nang cua hả nổi. Con cua nữa luôn. Mương này có cá gô Dương Út. Này này Dương Út. Thì Dương Út mà đi mấy bển nhìn qua bên Minh thì nhìn qua Dương Út. Có chú. Hả? Này có cũng nhỏ. Nhỏ hả? Chưa chắc hay Dương Út. Dạ rắn sao không có coi
bự không? Cái đậu hột xuống này. Nhỏ bự. Đó, nó lên tim bựng bựng đó. Rõ ràng gắn. Rồi thục xuống rồi. Quá dắt nhỏ xíu. Như là dấu con rắn không ai dấu ếch. Ủa sao thấy dấu giò ếch rồi ta? Có chừng có con ếch à, anh vô con canh ăn ếch á. Nước. Từ đây đảo về trên mình là gắn nước nhiều. Đây còn móc con sang đây. Hang nhỏ quá. Khiêu đít. Khiêu đít nhưng có lên giống ếch không? Chừng to ra chụp không kịp nha Dương Út. Con rắn này chậm mà. Chậm hả? Chậm. Ồ đậu bự. Chậm. Ủa? Rắn châu cháo gì? Súng. Ủa rắn nước. Đâu rồi đâu rồi. Rồi trốn luôn rồi. Mốt này chiên da mốt cua chứ không mốt. Trốn luôn rồi. À, à. Ồ con chậm 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 chậm. Bỏ ra bỏ ra bỏ ra bỏ ra bỏ ra. Thập thò thập thò. Đó lên. Ê. Vậy mà cũng dính này. Cắn bự à. Mập. Ồ. Dẹp lại bự dữ. Bự hai con nãy. Chồng à. Có lý, có lý. Không ra hàng. Không thử có con rắn không vô hút. Ủa con ếch không? Ừ. Hay là anh xử rồi luôn. Ba con. Ba con rắn. Ba con rắn. Thử ra con ếch. Xử rồi quá. Giống còn giống giò ếch. Không lẽ nó ăn rồi sao? Ăn rồi xong lẽ tiêu luôn rồi. Rồi. Rồi lấy đi ra. Ra đâu. À, giờ mình đi kiếm hang tiếp tục luôn. Để chỗ nào mát mát á. Để cho mấy con chuột nó chết. Chết hết rồi. Nhìn qua con ngay vô đây. À, mình gỡ ngay góc gáo đi. Cái hàng trên đó đó Dương Út. Hàng trên bờ chỗ dò Dương Út kìa. Không mấy ngoài nè. Ngoài này nữa, ngoài này nữa. Mình vô phải á. Vô phải bự á. Chỗ móc á. Có hàng bự á. Đó. Phù quá. Thằng khi nó đi sâu dưới có nước. Anh Út chắc có khách luôn hay gì, anh tiếp khách luôn hay gì. Cái này chưa ra. Em ăn vừa không? Có nước liền á. Con nổi bự không con chưa bự lắm không lắm con này luôn cậu cậu quá trời ơi con nói Dương Út cái hàng đó mà ôi ôi cái đuôi sướng không bắt gì nó mới sướng đó Dương Út qua đã hết sức con bự nè bự hơn con ếch của con bữa đó nữa luôn thôi nó sướng tay. Chạm giam. Chị mình đi bờ này xem cái bờ cái đường mương mà đi vô quận vô đó nữa đó chú Sang. Kiếm 5-7 con đó là sỉnh. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Còn cái bên thì Dương Út nhìn đó, hàng bên kia. Nãy ông dạch cái đó, hàng nhỏ nhỏ đó. Cây, rễ cây. Mọc con cua cả nhà ơi. Làm 7 con ếch nữa cây.
mình nồi mình nó nè mình luôn. Wow, quá sao mà tôi mát. Ông nói cái dấu này bự mà hồi nãy mình đào hang bên đây nè cả nhà. Đào kia cho mệt chứ. Đào nó sâu giống một buổi luôn. Mà thọc cùi móc vô thì không thấy đụng, nhưng mà mình sợ cái hang nó cong á, mình cố gắng mình đào nhưng nhìn kỹ lại thì cái nó qua cái hang bên kia. Sao hang ếch bên đây ếch về khâm tao ơi. Đã. Ếch con thiệt nhưng mà con nào con nấy nó xứng đáng. Nhìn cái da nó kìa vô ngốc. Cái da nó như nó bong lên luôn thôi. Cái đùi này bự hơn cái đùi của anh Sang nè. Bự hơn. Quá. Không thắt rồi, bữa nay không thắt đâu. Bốn con hả? Chú Sang phải không? Bốn con rồi. Mình làm chục con nghỉ được rồi. Im. Này chút anh ếch anh Út vô cho anh coi mấy con ếch này cho anh hết hộp luôn. Này nắng dữ lắm rồi nha. Đây mấy lúa này bà con mình xạ lại nhưng mà thấy không ổn sao rồi bỏ luôn, không chăm sóc gì luôn. Tại vì bên đây người ta bỏ hết mà mình mằng lỡ chuột nó qua nó ăn cũng thua. Bên đây đất khô, nứt đất. Vậy giống anh Út anh chạy vô, không phải. Nhìn cái xe đỏ đỏ tướng đâu xe ảnh. Anh vô đào tiếp dưỡng ngốc. Đây dưỡng ngốc đào hồi xỉu. Mình với chú Sang gác vô không có nổi. Đào gác gác thiệt luôn á. Một hang nữa nè cả nhà. Phát hiện một hang nữa. Thì ra con ếch nó lú đầu. Tướng dưỡng ngốc. Lúc vừa vừa thấy bự không. Nó nằm ngủ đông hàng ếch nhỏ. Nhỏ quá nhờ. Nhỏ. Nó ăn quá vậy ta. Anh xui anh ơi. Anh cho em ngọn cái cây em chọt đít đi. Chừng nhảy ra vậy không? Nhảy ra mưa ngày sau à. Không ngủ rồi. Thích em anh. Thằng này được không Dương Út? Thằng ta im đó. Cũng được chứ mà ăn nó mệt đực. Đợt, nhỏ này là đực không à. Ôi con coi là cái sao nhỏ đi nè. Cái tơ. Cái tơ. Mới quay quanh kia vậy ngốc sắn ở len hang này. Lú trời ơi lú nữa rồi. Vô mánh cái đường mương này rồi. Màu ăn quá. Bự nhỏ đây mình không biết nha. Thấy màu là ngết cái nữa đó. Nếu mà ngết đực là vàng. Chạy hả em. Ôi ngết đực. Hết đợt cả nhà ơi, không phải hết cái. Em chạy hả? Thấy cái màu lưng nó bông bông nè, sậm nè. Tưởng nó cái bự. Đợt. Ít cọc ha. Đào có cái ham mình đào. Có cái động lực. Sướng sướng. Nó ngồi trên đây của gà. Cạn quá ha. Bỏ đi. Hang hang nước. Đây phát hiện này một cái hang, giấu nó lên luôn nha ha. Dữ lắm cái hang. Hang này phải là lụm con thằng khủng quá nha. Anh ném mình kéo cái miếng lưới này. À mấy cái dấu mà lỗ là cái giò nó à. Quấu nó chịu vô đó. Đó. Nó nằm ức nằm đây nè. Ức nằm đó. Hoa chàng cái hang nó bóng thiệt chứ. Con này là không bự, không có thua gì mấy cái con bự nãy. Không biết cái hang nó sâu hay cạn nè. Cạn thì mình bắt không được, không sợ sâu quá lúc cái cùi móc mình luôn. Hang này chắc không sâu, có thước dữ quá. Ghê quá. Năng xuống hả, đây đi tới xuống. Đào kiếm cái đường rút cái đầu vô. Anh Út tiếp, anh Út ơi. Này anh chưa vô. Đậm coi. Tới xịn chưa Dương Út? Tới xịn chưa? Anh đạo này lên sao? Dương Út? À? Tới xịn chưa? Nó gần tới xịn rồi. Tới xịn là gần tới đó. Tròn chừng 3 tắc nữa. 3 tắc nữa là lúc nữa. Là gì?
sợ thì mới đắt nữa. Cái gì đụng gì chịu dữ không? Chết em nữa. Là gì vậy không? Quá bự. Quá bự. Vô nữa cả nhà. Mất được tay. Vì ngoéo cái trên chỗ cục đất trên chỗ cái đầu mình chút nè cho khỏi cái đầu vô mới được. Tới mà nghe. Không có chỗ nào nắm mình chàng ra chứ. Bự lắm hay gì không? Không biết nắm không có giáp nè. Nắm không giáp luôn rồi. Là dưỡng ốc sợ chút xíu nữa. Con thấy nó dướng cái đầu này nè, dướng chỗ đó chỗ dưỡng ốc á. Âm tròn anh được. Anh bự quá. Này có anh nốt anh tiếp dưỡng ốc một cái đã. Vậy đó mới lên được. Lên nữa. Khủng cỡ nào đâu mà dưỡng ốc này dữ. Nè cầm cái giáp đó. Thôi, hết vậy đó đây là. Nè con chạy phá gì không dám móc chết luôn. Tôi ngồi quá. Thứ gì chịu nổi. Còn gì không mệt à. Thôi giờ để mình liếp cái lỗ lại cho nó ngon lại. Con mấy con ếch vô bằng túi rồi kìa. Chúng bánh ếch bự không cả nhà ơi. Quá. Qua em. Giờ nắng quá mình rồi, đi vô quá nha. Chịu hết nổi rồi vô mấy bóng cây ngồi nó uống nước đá mình. Thấy gì cũng được túi mồi rồi. Nhà hên bữa nay đi vớt giác rồi, mấy ngớt quá bự. Này có ký gửi rồi nè cả nhà. Ký gửi rồi nặng nè. Mấy ngớt không cả ký rồi. Ba con rắn. Giờ mình tạm ngưng chỗ này. Chút xíu nữa mình dọn dẹp chỗ này cho nó sạch mấy cái bao, mấy cái chai nè. Nướng hết ở đây. Ăn cơm xong mình mới về. Nước mình bỏ ngoài mấy cái gáo ngoài đó, xe là đậu ngoài cái gáo ngoài kia. Nốt mình cũng ra tới rồi. Mình dẫn này chưa quá chắc mình cũng không có đi đào chuột hay bắt ếch gì nữa chứ. Quá nắng rồi, bữa nay nó chịu không nổi. Thì có nhiêu mình dùng nhiêu cái nhờ. Thấy vậy chứ nhiều lắm mà ăn không hết luôn. Giờ đầu mình chuẩn bị đốt lửa lên. Vô miếng cơm. Rồi ếch thì bữa nay mình nướng kiểu mớ. Một hộp hơi thấp thấp quá dài lên. Chặt mai. Thả thả ngoài sông cái luôn hả gì anh Nút? Cái gì cái tàu mình á? Không, sông mình à. Là anh thả sông nào? Thả sông Dầm Xép á. Dầm Xép là cái sông chỗ Cô Mỹ Đức á hả? Dạ đúng rồi. Thấp không nhốt. Miếng đất này mà thấp theo không? Như có trời mưa bắt ếch cũng được, đất cày này, dễ thấy. Còn mấy miếng đất kê gốc gạ còn nhiều quá. Miếng đất này cao lên nha ơi. Nguyên nè. Đóng thì kịp xuống chút quá chú. Rồi, cho đóng kịp nữa chú bà. Em chú bà. Vâng rồi. Ngốc bà hết đi ngốc. Gắn không? Này mình nhìn ra ngoài nắng là thấy như nó có màng màng á chú Sang. Nóng như đóng lửa. Có sao? Quá bự nhốt. Hổm thì lạnh quá lạnh. Hôm nay thì nắng quá nắng. Để bắt mấy ngớt ra cho cả nhà xem. Bự nhốt. 7 con hả? Vậy không. Bữa nay dùng á. Quá dữ. Hàng khủng không? Bữa nay mình làm cái món ếch lạ lạ cho cả nhà xem nha. Cũng vẫn là món nướng nhưng mà lạ lắm. Hết hả Dương Úc? Còn mà em. Mấy con gắn mình chừa lại cả nhà.
không có ấy. Nồi ăn ếch với cua với chuột không là thấy là muốn xỉu. Bên này ít ngừ nữa. Ít ngừ nữa. Thôi. Hết thảy là 7 con ếch. 8 con. 8 con ếch hả? 8 con ếch, 3 con gắn. Nhưng mới chuột nè. Mình mang hết chuột với hết ếch nên là mình nướng là giữ lắm màu luôn đó Dương Út. Thấy vậy 7 con ếch nên là nó mặn lắm luôn á. Quá mặn luôn đó. Trời, bắt đầu mang. Cơm mình chín, than cũng có than, giờ chủ yếu là vô gấp cái nào mình đem nướng. Giờ mình nhét vô ha, đưa nó vô cho nó đập xả xong. Bây giờ cái mình bỏ luôn cái dĩa, dĩa này mình có để đường, bột ngọt, nước mắm với ớt, 6 con ớt là 6 trái ớt. Cái này mình cũng được ông anh ông chỉ nè, biết bữa nay làm thận thử nó ra sao. Ớt mình nướng xả ớt không? Cái này ớt ôm gốc xả. Ớt ôm gốc xả. Ôm hay là ngậm cũng được. Ngậm cũng được, ôm cũng được. Giờ đường bột ngọt rồi nó thấm vô cái xả mình á, mình đập rồi. Ra rồi nó thấm vô, bắt đầu mình sẽ nhét vô cái miệng con ếch. Cái đầu để vô gấp à. Chắc hai gấp ếch quá Nút. Dạ, chắc hai gấp ạ. Bành cái miệng nó ra là mình nhét vô. Ngậm vô. Cho nó ngậm xả vô. Một chát. Thêm chai ớt nữa. Đã nghe. Thì con ớt á mình mặn là mình chỉ cắt chỗ cái bụng nó một lần rất là ngắn. Cái lỗ nhỏ thôi, đặng mình lấy cái phần bao tử của nó ra, ruột nó ra. Mình cắt gần ở phía dưới cái hai cái đùi nữa. Dạ, em không nhớ. Hiểu không? Em kéo hai dao. Rồi. Cho nó lên. Ếch dưa chuột mình cũng vô dĩ hết trơn. Nó thấp hả gì ạ? Dạ thấp rồi. Cái giò nó hơi dảnh, hơi hạ xuống không? Ok, lên. Bỏ xuống thử luôn. Lên đụng đất. Quay đầu lại, quay đầu lại. Bay mùi. Bay mùi nước mắm đó. Đúng rồi, quay đầu. Ếch cũng vàng. Quá thơm. Thơm cái mùi xả. Còn dĩ giữa chút, dĩ giữa. Ồ. Ai, nó vàng. Vàng tươi luôn. Ngọt ngay luôn chút. Quá ông Út ơi. Sao rồi, sao rồi? Quá rồi, quá rồi. Cháy luôn, quá ngon luôn, xả thơm. Giờ đây Dương Út làm chén muối ớt à. Này mình ớt nhiều chấm muối rồi. Hình như là mặt trời đi về hướng ngược bên đây bởi cái giấc này hơi nắng. Dạ, hơi nắng. Mà ngồi bên đó thì nó xịn quá, xịn phải được khô mình ngồi bên đó im. Mát. Sao chú? Chú ba, em không chú ba? Im. Quá im luôn rồi, vàng cháy luôn. Cho cái dĩa đựng mấy con cua coi. Rồi, tới lẹ. Mèo dĩa luôn nè. Đặt cái gạch chưa đó nghe vừa chú Sang. Trời, cái trời gắn rồi. Mấy con ếch nó ngậm à. Ngậm xả. Chắc hồi ăn cái bụng nó thơm dữ à. Đổ nè chú. Đặt gạch chưa nghe. Yêu cầu cái mình nó nóng lên hồi với ông bụng nó cũng chín đặt theo à. Hết mình nướng cũng chín. Giờ mình dở gấp. Quá khứ. Mày khó nghe chút.
ngoài dữ cao. Ngoài vậy cho nó cứng. Trời chắc chắc ăn. Ai ngờ ếch giận hật cả trơn. Gì ếch ngậm xả hả? Này ăn bộ đồ làm nó thật bay mùi xả với nước mắm. Tét lên luôn cái mọc vô. Tét cái cây luôn đó. Đó. Lạc bề. Này hết nhảy đâu nổi vậy. Hết nhảy. Hết ngậm xả mà nhảy gì nữa. Mà chú Sang vô ngồi chú Sang ơi. Năm con cua hay sáu con cua vô vườn không? Năm con. Vậy á. Thì ếch mình nướng chỉ có 6 con thôi. Còn chừa là hai con bự. Đây nhiều quá. Nhiều quá dùng hết. Hết. Bữa nay ít ngừ. Thôi mình đi có em Kha đây, với đây, cha đây, nữa đây. Thì mình nướng hết được. Dạ. Vâng. Này nắng quá nút rồi, chịu hết nổi. Ấm thì lạnh quá trời. Này nắng quá. Sao chuột bữa nay đâu mất tiêu chân luôn. Dạ, lặn xuống ổ chứ bữa đó mình đi rồi. Nãy là nó nhảy lên nó vô. Bữa nay nó khô quá thì sao không? Như nó khô hết nước rồi nó rút đi vô vườn ra ngoài bờ kinh hết. Giấy cúng gì đi. Thật ra dân dạch hoàng cũng cảnh về u lụ mấy ông ơi. Hộ độ cho anh em mạnh tay khỏe chân làm cho nó thu hoạch cho nó khá khá chút. Làm đâu được đó phải không? Làm đâu được đó. Thôi ếch với cua với chuột nữa cũng làm xong rồi, nướng xong rồi mời anh Út với chú Út. Dạ. Dùng. 1, 2, 3 vô. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mình vô vòng đầu thứ nó sao? Thử nó sao? Này giữ ruộng của bà con mình cũng đang cắt cỏ chở về cho bò ăn. Im nha, im nghe. Đó giờ là Nút chỉ có làm có cái nghề ép cá không hay có chăn nuôi gì khác nữa không anh? Dạ không, ép cá không bà. Tính ra được nhiêu năm rồi? Đuổi chuột nha. Cả chục năm rồi. Chục năm rồi. Dạ. Vì cũng như chục năm chắc cũng cỡ năm 2010 là nương chưa? 2006 rồi tới giờ. 2006 tới giờ là tới 17 năm rồi. 13 năm. 13 năm luôn rồi. Giờ 2023 rồi. Tới 17 năm rồi. Đâu 17? 13 năm hay gì? 2006, 2006 là 15. 2006 10 năm mới có 2016 à. Dạ. Bây giờ không nghe 2023. Đúng rồi. Tới 17 năm. Mười mấy năm luôn rồi. 16. Mười mấy năm nghề hả? Mười mấy năm nghề. Mà có năm nay là không thành công như mấy năm trước làm có lý đó. Để con gót rồi dừng Út. Đây. Nguyên nhân là do cái môi trường hay là sao anh? Không có, tại nguồn giống mình không đầu tư vô cái giống nè, tại mắc cái mùa nước xả vô hai tháng nước cái mình không dám giấm cái giống đó mất thăng bằng. Bây giờ nó mất thăng bằng hả? Dạ. Có nghĩa là lúc trước là mình xây chuyền dạ, hoài. Xây chuyền hoài là mình con mình bố mẹ này nó lớn nó già xuống rồi, dạ. Cái đầu mình đổi bố khác. Cái bạn mẹ khác. Là mọi dạ. mạnh cái giờ cái mất thăng bằng cái vô đi tại hả? Mà nhà ăn chuột nha. Ví dụ một năm vậy mình đổi cá bố mẹ bao nhiêu lần? Năm đổi có 1 lần à. Tại vì mình xài một đời bố mẹ là một tới 1 năm mấy lần là đẻ suốt tới 1 năm mấy nó mới hết trứng. Dạ. Hết trứng. Lúc đó là mình mới đổi ha. Dạ. Còn như cái này bây giờ thì mình như năm đổi 1 lần.
là sẽ ăn nhất. Cho nó đẻ con cá tốt ha. Dạ. Mà anh xem. Nói chung kênh của mình đó thì như chủ yếu là săn bắt, bây giờ mình chế biến món ăn chứ mình không có đi ra chợ mình mua. Còn như chứ không phải như mình bắt là để số lượng nhiều mình bán này kia, cả nhà không có. Chủ yếu là bắt là dễ dư, cũng chia trong mấy chú với mấy anh em ở trong thêm người dạy con ăn chứ không có buôn bán gì hết. Bắt nhiều là mình ăn không à. Cam dưỡng ốc. Củ hành đó. Dừa. Mình bắt được rồi mình ăn à, chứ cái bán thì chắc không có bán rồi. Nếu bán, có ăn đủ chia anh em ăn. Có dư nữa thì chia cho anh em ăn lý thiểu. Không phải cho con hết hai lần rồi đó, quá trời im rồi. Như thì vậy đó anh em. Cái hết mình nướng vậy mình ăn thử cái bụng nó coi nó sao vừa ngốc thơm không? Quá là thơm vừa ngốc rồi. Không mới ăn cái đồ này. Cuối cái con thấy là chịu không có nổi rồi đó, xả vô cỡ cái kiểu đó. Trời đất ơi, cái đùm trứng. Quá thơm mà chú ơi. Đùm trứng nó dữ dằn như dữ dịch chứ không nổi. Quá à. Nó làm thử miếng. Quá thơm à. Thơm lắm sao không? Thơm không? Thơm lắm. Thơm để tôi làm thử coi. Vừa ăn không? Vừa ốc nãy con để nước mắm hơi nhiều. Không, này mắc chấm à. Mắc chấm à. Cái này mặn không? Chắc không mặn. Quá hơm mà nút qua. Nút cứ dùng để nút để ngồi cái là dư nữa. Dạ, dư lắm. Vô nãy giờ dữ dằn nè. Mình ngồi ngay chân cái chỗ này có ba cây gáo. Ngon thiệt coi nhà ơi. Ngon thiệt. Cái này ơi. Giả nè. Vô cái. Vô cái. Lấm. Mà. Nếu mà mình tét con ớt ra hết mình làm nó nướng nó hết không có ngon, không có ngọt. Ngọt cái này quá ngọt. Nước nó đi hết. Nước nó đi hết. Còn mình chưa làm gì đó mình lấy công xả mình nhét vô thì nó thơm nữa. Nó vừa ngọt mà nó vừa thơm mùi xả ra. Nãy con có nhét ra, mình có nhét ớt vô đó cẩn thận chú Sang. Làm trái là cay lắm à. Âm quốc vô trái. Quốc vô trái như mình ăn tôm vậy đó. Đỏ luôn hả Nhân Úc? Đỏ luôn. Ngon. Chú Ba mới đưa ra này nè Nhân Úc. Cái ấy á. Cái củ nó mới ngon, cái cọng nó ngon. Cái cọng nó mình nhai không nổi. À, mình vô nữa cái này mình chào cả nhà, mình hẹn lại video sau chú Sang ơi. Rồi. 1 2 3 vô. Ba kêu mời cả nhà cái đồ chuột nha. Ôi giời nó đã. Ngon thật á. Đây làm ba chén cơm nữa mới được. Chú này quá thơm à. Thơm. Bữa này thơm ngon hay gì không? Pha gì cũng vừa ạ.